Đây là một tấm hình đặc biệt với những con người phi thường. Bộ ba át chủ bài của tình báo Việt Nam: Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn và Đặng Trần Đức. Là sao mà anh suy nghĩ cái cách suy nghĩ của địch, hành xử cái cách hành xử của địch? Từ năm 1950, thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức được tổ chức giao nhiệm vụ thâm nhập vào các cơ quan của địch, tìm kiếm và cung cấp hàng ngàn những tài liệu quan trọng cho cách mạng. Ông Ba Quốc đã trở thành điệp viên trong chính cơ quan bảo mật hàng đầu Sài Gòn, Phủ Đặc ủy Trung ương tình báo. Tôi đã nắm được 30 năm hồ sơ là người của ta đó, làm việc cho địch hoặc là bị biệt kích, địch phái ra miền Bắc. Nó nằm trong một cái kế hoạch, nó gọi là kế hoạch thành lần. Mình chuẩn bị để quánh một đợt hai á, thì có một cái tay sĩ quan cao cấp của mình nó ra nó hàng giặc. Tôi tìm Tám Hà ba nơi không thấy: Ban Quy Trung ương Tình báo, Tổng Giám đốc Trung tâm Thẩm vấn, Trung tâm Tình báo Hỗn hợp Phòng 2. Sau cuộc tổng công kích, Mỹ không thua ở mặt trận mà thua ngay tại chính nước Mỹ. Vụ ném bom B-52 Hà Nội không phải chỉ là biện pháp đối phó với hậu ký kết mà cả đối với khuynh hướng đè bẹp Cộng sản bằng quân sự tại Mỹ. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Bài thơ chúc Tết Xuân Mậu Thân năm 1968 mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho đồng bào và chiến sĩ cả nước chính là hiệu lệnh mở màn cho cuộc tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam. Lần đầu tiên kể từ khi tham chiến, các cứ điểm quan trọng của địch bị tấn công bất ngờ. Hơn 40 thành phố, thị xã, bao gồm cả Sài Gòn, đều bị các lực lượng quân giải phóng tiến công ác liệt. Người Mỹ hoàn toàn choáng váng. Tôi nghĩ rằng cái tình báo bên Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa chưa nắm được những ý định của bên an ninh cách mạng. Ngay lúc này, điệp viên Đặng Trần Đức có nhiệm vụ theo dõi sát sao cuộc tiến công từ nội thành Sài Gòn. Song song với cuộc chiến ngoài mặt trận, ông còn có một cuộc chiến bí mật. Mình chuẩn bị để quánh một đợt hai thì có một cái tay sĩ quan cao cấp của mình nó ra nó hàng giặc. Tám Hà, một cán bộ chỉ huy cấp sư đoàn của quân giải phóng đã đầu hàng địch. Hàng loạt các mũi điệp viên được lệnh truy tìm bằng được Tám Hà cùng bản khẩu cung của hắn. Trong đó có cụm tình báo H63. Một nhiệm vụ tối quan trọng với ông Ba Quốc và các đồng đội. Nhiệm vụ quyết định thành bại tới cả chiến dịch. Nguy hiểm là Tám Hà với tư cách là cán bộ sư đoàn, thì tên này nắm được toàn bộ kế hoạch tổng tấn công và nổi dậy năm Mậu Thân của chúng ta. Nếu để những thông tin này mà vào lọt vào tay địch thì vô cùng nguy hiểm. Và chính thế là ông Ba, và sau này tôi biết là có nhiều lưới tình báo khác, cũng được mệnh lệnh là tìm bằng được Tám Hà. Trên chỉ thị tôi phải vô thành lấy cho được cái bản cung của thằng đó. Thì vô thành á, thì đi với Phạm Xuân Ẩn. Phạm Xuân Ẩn nó có cái cơ sở. Tụi tôi về chụp cái nguyên bản khẩu cung của thằng đó, nó khai hết ráo, không còn thiếu cái gì. Tất cả những gì mà Tám Hà biết thì đều đã nằm hết trong tay của CIA Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Đề nghị là điều chỉnh kế hoạch Mậu Thân để mà tránh tổn thất. Thậm chí là đề nghị có những cái thay đổi rất là lớn để mà chúng ta giành được lợi thế khi mà chúng ta đã lộ hoàn toàn kế hoạch cũ. Với thông tin được cung cấp từ các điệp viên, Trung ương Đảng đã đánh giá và điều chỉnh nhằm giảm bớt thương vong, giành thắng lợi trong đợt 2 và đợt 3, làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ. Mỹ buộc phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị Paris. Sau cùng, tung tích của kẻ phản bội vẫn là một bí ẩn. Người Mỹ đã đưa hắn đi và che giấu mãi mãi. Trong tập tiếp theo, mùa hè năm 1972, quân giải phóng thực hiện các chiến dịch lớn trên khắp miền Nam, trọng tâm là chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đây là năm đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định với cuộc hội đàm đang diễn ra tại Paris.
người Mỹ đang có những toan tính bí mật. Âm mưu đó là gì? Cùng điệp viên Đặng Trần Đức khám phá những kế hoạch tiếp theo của cuộc chiến.